Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập của cái bài phản ứng oxy hóa khử. Các bài trong sách giáo khoa Hóa học lớp 8, trang 113 nhé. Bài số 1 này. Hãy chép vào bài tập những câu đúng trong các câu sau đây. Câu A khẳng định là chất nhường oxy cho chất khác là chất khử. Thì trong tiết học lý thuyết chúng ta đã thống nhất nhau thế này. Cái chất mà nó nhường oxy cho chất khác ấy, nó là chất oxy hóa. Còn cái chất nhận lấy oxy của chất khác ấy, thì gọi là chất khử. Do vậy mà ở ý A đền là sai. Còn ý B nói rằng là chất nhường oxy cho chất khác là chất oxy hóa. Vậy chứng tỏ B là đúng. Ý C nó là chất chiếm oxy của chất khác là chất khử. Thế thì câu này là hiển nhiên là đúng rồi. Vì trong tiết học lý thuyết chúng ta đã biết cái chất mà nhận lấy oxy của chất khác thì nó là chất khử. Đấy, ở đây dùng cái từ chiếm thì chỉ là cái dùng từ khác nhau thôi, đúng không? Nên C là đúng. Kiểm tra lại cái ý B và C vào trong và bài tập. Còn ý D khẳng định là phản ứng oxy hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxy hóa. Đấy. Nói một cách chính xác thì cái ý D này này đúng nhưng mà chưa đủ nhé. Đấy, chưa đủ. Vì sao? Vì phản ứng oxy hóa khử phải là phản ứng hóa học xảy ra cả sự oxy hóa lẫn sự khử. Vì có thằng mà nó cho oxy thì phải có thằng nhận oxy. Đấy, chứ không thể chỉ có cho hay là chỉ có nhận không được. Đấy. Như vậy có nghĩa là ý E khẳng định là phản ứng hóa đó là cái phản ứng mà xảy ra đồng thời cả sự oxy hóa và sự khử thì E là đúng. Cho nên em chắc và bỏ các ý B, C và E nhé. Đấy là bài số 1. Sang bài số 2 này. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxy hóa khử, lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng. Thì ý A thực hiện cái phản ứng đốt than trong lò. Than chính là carbon này nhé. Khi đốt than đó thì than là carbon tác dụng với oxy có mặt trong không khí tạo thành CO2. Đấy, đốt thì ta phải ghi chú là có nhiệt độ đi nữa. Thế thì hỏi là đây có phải là phản ứng oxy hóa khử không? Hiển nhiên là có đây, đúng nào? Đây là phản ứng oxy hóa khử. Đấy, vì sao? Vì em thấy này, oxy nó nhường oxy đi, còn carbon nó nhận thêm oxy vào. Cho nên oxy ở đây là chất oxy hóa và carbon ở đây nhận thêm oxy nên nó là chất khử nhé. O2 cho oxy, carbon nhận oxy. Đấy, nên oxy là chất oxy hóa và carbon là chất khử. Đấy. Về mặt lợi thì các em để ý này, ở cái phản ứng này nó thường tỏa ra rất nhiều nhiệt. Trên thực tế chúng ta thấy là khi chúng ta đun bếp than đó thì phản ứng nó tạo ra rất nhiều nhiệt. Đấy, tạo ra nhiều nhiệt để làm gì ạ? Chúng ta có thể dùng cái nhiệt lượng này để mà nấu thức ăn hay là nướng hay là những cái đun nấu hay là vân vân. Có nhiệt thì có thể sử dụng nhiều nhiều cái mục đích khác nhau, đúng không? Đấy là cái lợi. Thế còn cái hại, tác hại thì sao? Nó tạo ra khí CO2 và CO2 chính là cái khí gây ra hiệu ứng nhà kính, tức là khi CO2 đi vào trong khí quyển thì nó làm cho trái đất nóng lên nhé. Hại là tạo ra CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Còn em nào chưa hiểu hiệu ứng nhà kính là gì thì có thể là theo dõi các cái bài giảng của thầy nhé, hoặc em tìm trên kênh YouTube của thầy có giải thích về cái điều này. Đấy là phản ứng A, phản ứng B này. Dùng carbon oxit khử sắt 3 oxit trong luyện kim Fe2O3 cộng với 3 phân tử khí CO để tạo thành 2 phân tử sắt cộng với 3 phân tử CO2. Phản ứng này tiến hành ở nhiệt độ cao. Luyện kim có nghĩa là đây là cái phản ứng để điều chế kim loại sắt em ạ. Đấy, người ta thu trong mỏ quặng ấy thì người ta
thu được gì? Fe2O3, sau đó người ta cho phản ứng với khí carbon oxit, thế ta thu được sắt nhá. Thứ nhất là đây có phải là phản ứng oxy hóa khử không? Thì em nhận thấy này, oxy ban đầu đang kết hợp với sắt, bây giờ nó sau phản ứng thì nó oxy nó nhảy sang kết hợp với CO, sắt trở nên tự do. Vậy là sắt là thằng nhường oxy đi và CO là thằng đứng nhận oxy vào, cho nên đây là phản ứng oxy hóa khử nhá. Đây là phản ứng oxy hóa khử vì chấm hai chấm này, Fe2O3 thì nhường hay là cho cũng vậy, oxy các nguyên tử oxy trong Fe2O3 đã tách ra và chuyển sang CO rồi. Còn CO thì sao? Nhận thêm oxy. Cho nên Fe2O3 là chất khử và CO là chất oxy hóa. Còn về mặt lợi hại, lợi ở đây là gì? Thông qua phản ứng này chúng ta thu được sắt kim loại. Đấy, đấy là mặt lợi. Thu được Fe. Mục đích của phản ứng này là điều chế sắt mà. Còn hại, còn sắt em thấy này, nó tạo ra khí CO2 nhé, tạo khí CO2 cũng giống như trên, tạo ra CO2 thì gây hiệu ứng nhà kính. Các em vừa chép lại cái câu này một tí nhé. Đến cái phản ứng C là phản ứng nung vôi. C phản ứng nung vôi CaCO3. Đấy, đá vôi em ạ. Người ta nung ở nhiệt độ cao cỡ khoảng 1200 độ thì tạo ra vôi sống, canxi oxit và khí CO2. Ý thứ nhất là đây có phải là cái phản ứng oxy hóa khử không? Thì câu trả lời là không. Không phải là phản ứng oxy hóa khử. Vì sao? Em để ý này, ở đây là từ CaCO3 nó tách ra thành hai chất là CaO và CO2, không có chất nào nhận oxy và cũng không có chất nào nhường oxy đi cả. Đấy, nên đây nó không phải là phản ứng oxy hóa khử. Đấy, thầy vậy nhé. Thì cầm cũng có thể nói thêm, nó không phải là phản ứng oxy hóa khử vì không có chất nhường và chất nhận oxy. Vì không có chất nhường và chất nhận oxy. Đấy. Cái ý thứ kế tiếp là về mặt lợi ở hại. Lợi ở chỗ nào? Thì thông qua cái phản ứng nung đá vôi này, ta thu được CaO. Đấy, vôi sống. Vôi sống thì có thể dùng vào nhiều việc nhé. Thu được CaO. Từ CaO thì có nhiều cái ứng dụng lắm ạ. Người ta có thể cho CaO phản ứng nước để tạo thành CaOH 2 lần, một cái chất được sử dụng khá nhiều trong cái vật liệu xây dựng. Rồi CaO cũng, nếu em phải để ý đấy, cái vôi bột cũng được sử dụng để dụ như một số cái vùng đất mà đất nông nghiệp mà bị nhiễm chua chẳng hạn, thì người ta có thể dùng CaO để khử chua, hay là một số cái ổ dịch thì người ta có thể dùng CaO để khử trùng, vân vân, rất nhiều cái ứng dụng của CaO nhé. Thì chỉ nêu ra một số ví dụ vậy thôi. Còn về mặt hại thì các em lại thấy là phản ứng này tạo ra gì? CO2 này, cái chất gây ra hiệu ứng nhà kính, tức là làm cho trái đất nóng lên. Em ghi lại cái ý đó, tương tự như ở ý A và B. Tiếp theo là ý D. Ý D em này, sắt bị gì trong không khí à? Sắt này trong không khí nó bị han gì em ạ? Tức là nó cộng với oxy tạo thành Fe2O3. Người ta ghi chú phản ứng chính. Phản ứng chính là bởi vì là sắt mà cộng với oxy thì cũng có thể tạo thành sắt hai oxit FeO, hoặc là sắt từ oxit Fe3O4. Đây họ viết một cái phản ứng chính thôi. Đấy. Để chúng ta cân bằng hai sắt, hay là chúng ta để hai sắt ở đây,
hai sắt oxit đây thì bốn sắt và đây là ba oxy. Thứ nhất, đây có phải là phản ứng oxy hóa khử hay không? Thì em thấy này, à oxy để cho thêm sắt là chất cho oxy, sắt là chất nhận thêm oxy, vậy đây phải là chất, đây là phải là phản ứng oxy hóa khử nhé. Đây là phản ứng oxy hóa khử vì hai chấm. Vì sao nhỉ? Oxy là chất cho hay ngược cũng vậy em nhé. Còn Fe là chất nhận oxy. Đúng không? Thế thì cái phản ứng này ấy, thì nếu nói về mặt lợi hay hại thì nó có trên thực tế là lợi thì ít mà hại thì nhiều. Đấy, chủ yếu là hại. Hại ở đâu? Hại ở cái chỗ mà các em thấy là các cái một số cái vật dụng bằng sắt như là lan can các thứ đấy để lâu trong không khí nó bị ăn mòn. Và khi ăn mòn thì nó tạo thành oxy sắt, và oxy sắt nó khi mà tay em động vào nó là những cái trên các thanh sắt đó nó có những cái bụi màu đen đen đó, chính là oxy sắt. Và vì vậy mà cái thanh sắt của chúng ta nó gì? Nó bị hao dần đi, mòn dần đi nhá, nó ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình nhá. Ta có thể ghi tóm tắt là hại chỗ này là sắt bị gì? Bị ăn mòn. Rồi, bây giờ ta tạm nghỉ trong khoảng 1 hay 2 phút thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải các cái bài tập tiếp theo.